Newsweek đăng bài bình luận cho thấy cáo buộc Ukraine dùng bom bẩn có thể là một phần trong chiến lược của ông Putin. Đó là gì? Tình hình châu Âu căng như dây đàn. Một quốc gia EU chỉ định trường học làm nơi trú ẩn cho người dân, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Giữa lúc đó, Mỹ tuyên bố sắp triển khai vũ khí hạt nhân phiên bản nâng cấp ở EU vào cuối năm nay. Sức nóng đang bùa vây bán đảo Triều Tiên. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía biển Nhật Bản. Bình Nhưỡng cũng được cho là đang nâng cấp cơ sở vật chất để cải thiện công nghệ tên lửa liên lục địa. Đáng chú ý, Mỹ cảnh cáo ông Kim Jong-un khó sống sót nếu triển khai vũ khí hạt nhân. Nam Á cũng rực lửa, Ấn Độ nêu quyết tâm giành lại khu vực Kashmir mà Pakistan đang kiểm soát. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đang đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, truyền thông Mỹ Newsweek mới đây đăng bài bình luận cho thấy những cáo buộc của Nga về khả năng Ukraine sử dụng bom bẩn có thể là toan tính của Tổng thống Vladimir Putin nhằm gia tăng căng thẳng, tạo cơ sở phát động các cuộc tấn công dữ dội hơn vào nước láng giềng. Thực hư ra sao? Theo Newsweek, cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cảnh báo một số người đồng cấp phương Tây, bao gồm Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin, rằng Ukraine đang chế tạo bom bẩn, nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể. Tổng thống Vladimir Putin đã lặp lại tuyên bố đó. Anders Ashlund, một nhà kinh tế Thụy Điển và chuyên gia về Nga, từng nhận định rằng tuyên bố từ Điện Kremlin nhiều khả năng là thất thiệt. Vì vậy, nếu ông Putin cáo buộc Ukraine đang cân nhắc dùng bom bẩn, thì đó có thể là sự che đậy cho kế hoạch dùng vũ khí này của chính Nga. Khả năng này cũng được các quan chức quốc phòng Mỹ đưa ra. Ở góc nhìn khác, một số chuyên gia nhận định những cáo buộc đó không phải là dấu hiệu cho thấy Nga sẽ tự tung bom bẩn. Thực chất, đây có thể là một phần của chiến lược lớn hơn mà Nga vạch ra để giành chiến thắng trước Ukraine. Chia sẻ với Newsweek, ông Michael Kimmage, cựu quan chức hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng có nhiều điều đáng quan ngại sau tuyên bố của ông Putin. Theo ông Kimmage, ông Putin cố tình đưa ra các tuyên bố về bom bẩn để che giấu kế hoạch thực sự của mình. Mục tiêu chính của Nga có lẽ là gây ra sự sợ hãi và hoang mang cho công chúng, từ đó tác động đến lập trường ủng hộ Ukraine của các nước. Cùng quan điểm, ông Yuri Zhukov, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Michigan, nhận định nỗi sợ hãi và bối rối đó sẽ hóa thành chiến lược lớn hơn là làm suy yếu sự ủng hộ của các nước dành cho Ukraine. Người Nga đang nhìn thấy những rạn nứt manh nha hình thành trong liên minh phương Tây về việc ủng hộ Ukraine và đang cố gắng khai thác điều đó, ông Zhukov nói. Theo Newsweek, đây là một trong những chiến thuật mà Moscow từng áp dụng. Trong những ngày đầu phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Điện Kremlin đã cáo buộc Kiev chế tạo vũ khí hạt nhân. Nga cũng tố Mỹ tài trợ cho các phòng nghiên cứu vũ khí sinh học ở Ukraine. Do đó, ông Zhukov nhận định có thể thấy rằng các cáo buộc về bom bẩn có thể được xem là một phần trong chiến dịch thông tin của Nga. Vị chuyên gia nói rằng cáo buộc mới đây có vẻ thực tế hơn nhiều so với những cảnh báo trước đó của Nga, vì bom bẩn dễ phát triển hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân hay vũ khí sinh học. Theo Newsweek, bằng cách tạo ra sự bối rối và lo lắng về khả năng xung đột ở Ukraine leo thang, Tổng thống Putin hy vọng có thể khiến phương Tây lung lay và ngừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Trên thực tế thì Kiev có được khả năng chống lại quân đội xứ Bạch Dương hùng mạnh là nhờ nguồn tài trợ và vũ khí quốc tế. Nếu không được tiếp sức thì nước này sẽ vô cùng chật vật trước Nga. Điều này sẽ giúp Tổng thống Putin dễ dàng chiếm được thế thượng phong trong xung đột. Hôm 27 tháng 10, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã chỉ trích những tuyên bố của Nga rằng Mỹ và Ukraine đang vi phạm công ước cấm sử dụng vũ khí sinh học khi duy trì hoạt động các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine. Theo truyền thông Ấn Độ, Republic World đưa tin. Thông điệp trên được đưa ra sau khi Nga yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành lập một ủy ban điều tra về vấn đề trên. Một dự thảo nghị quyết đã được gửi tới các thành viên hội đồng. Hãng thông tấn AP đưa tin, theo điều 6 của công ước, Nga đã đệ đơn khiếu nại, chính thức nêu quan ngại về việc các hoạt động phát triển vũ khí sinh học bị cấm đang được tiến hành ở Ukraine. Hôm 27 tháng 10, Phó đại diện cấp cao của Liên Hợp Quốc về các vấn đề giải trừ quân bị, Adeleji Ebo, phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng Liên Hợp Quốc không có thông tin về bất kỳ chương trình vũ khí sinh học nào như vậy. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield gọi những tuyên bố của Nga thuần túy là bịa đặt. Trong khi đó, thì nhiều đại diện các nước phương Tây, bao gồm đại sứ Vương quốc Anh Barbara Woodward, cho rằng những đề xuất của Nga gây lãng phí thời gian. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào hôm 24 tháng 2, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã tuyên bố rằng các phòng thí nghiệm bí mật của Mỹ ở Ukraine là một phần của hình thức xung đột sinh học. Ukraine và Hoa Kỳ đã phủ nhận các cáo buộc.
Được biết, dự thảo nghị quyết của Nga hối thúc Hội đồng Bảo an thành lập một ủy ban bao gồm 15 thành viên để điều tra các tuyên bố của Nga và báo cáo cho Hội đồng trước ngày 30 tháng 11, cũng như các bên tham gia công ước cấm sử dụng vũ khí sinh học tại một hội nghị đánh giá ở Geneva từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 28 tháng 12. Sputnik News đưa tin hôm 27 tháng 10, Mỹ đang đẩy nhanh việc triển khai bom hạt nhân B-61-12 phiên bản nâng cấp tại các căn cứ của NATO ở châu Âu vào cuối năm nay chứ không phải là vào năm 2023. Động thái trên diễn ra giữa lúc an ninh lục địa già có nhiều bất ổn. Ban đầu, việc chuyển giao phiên bản nâng cấp của các loại vũ khí hạt nhân này được lên kế hoạch vào mùa xuân năm 2023. Tuy nhiên, theo một bức điện ngoại giao, trong cuộc họp kín ở Bruxelles vào tháng 10, các quan chức Mỹ đã nói với các đồng minh NATO rằng bom hạt nhân B-61-12 đã sẵn sàng để triển khai sớm hơn vào tháng 12 năm nay. Theo bình luận của Politico, quyết định trên được đưa ra giữa bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn đang diễn ra và phương Tây nhận thấy nhiều mối đe dọa từ Nga, mặc dù Washington tránh đề cập đến điều này. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc tướng Patrick Ryder nói rằng, dù Mỹ không thảo luận chi tiết về kho vũ khí hạt nhân của mình, nhưng chúng tôi xác nhận đã tiến hành nâng cấp vũ khí hạt nhân B-61 và có kế hoạch cải hoán các khí tài hủy diệt đã cũ một cách an toàn và trách nhiệm. Phiên bản 61-12 nâng cấp là một phần trong kế hoạch dài hạn. Điều này không liên quan đến các sự kiện ở Ukraine. Các chuyên gia Mỹ chia sẻ với Politico rằng quyết định của Hoa Kỳ nhiều khả năng là nhắm vào châu Âu hơn là Nga. Một chuyên gia mô tả đây có thể là cách để trấn an các đồng minh khi họ cảm thấy sức nóng từ các mối đe dọa tiềm tàng từ Nga. Hồi tháng 12 năm 2021, có thông tin cho rằng tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ đã bàn giao cho Bộ Quốc phòng mẫu sản xuất đầu tiên của bom nguyên tử B-61-12 nâng cấp. Được biết, bom B-61 được đưa vào sử dụng từ năm 1968 với một số sửa đổi. Loại bom mới có thể được thả từ máy bay ném bom chiến lược B-2 và B-21, cũng như máy bay chiến đấu F-15, F-16, F-35 và Tornado. Tại Litva, quốc gia thành viên của EU, nhiều trường học tại thủ đô Vilnius đã được chỉ định làm nơi trú ẩn cho người dân. Đây là bước đề phòng trường hợp quốc gia Baltic có thể phải đối mặt với các cuộc tấn công thù địch giữa bối cảnh an ninh châu Âu ngày một căng thẳng sau khi xung đột ở Đông Âu bùng nổ. Các hầm trú ẩn cũ từ thời Liên Xô đã bị phá bỏ và chưa có công trình trú ẩn nào được xây dựng để thay thế. Vì vậy, thành phố Vilnius phải tập hợp danh sách các trường học có tầng hầm lớn và bãi đậu xe ngầm như một giải pháp khẩn cấp để đề phòng bất chắc. Trường học Jerusalem là một trong số 370 địa điểm được thành phố lựa chọn làm nơi trú ẩn cho tình huống xấu nhất. Tầng hầm lớn của trường đang được sử dụng để chuẩn bị cho công tác cứu nạn người dân, có sức chứa lên đến 210.000 người, tương đương 1/3 dân số của Vilnius. Mong Chúa phù hộ điều này không xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn phải chuẩn bị cho kịch bản tồi tệ nhất và đảm bảo mọi người đều có thể tìm thấy nơi trú ẩn tại đây. Hiệu trưởng trường Jerusalem Linas Vasarevicius chia sẻ với Reuters. Trong khi đó, phó giám đốc điều hành tại thành phố Vilnius, Adomas Buzinkas cho biết đang liên hệ với khu vực tư nhân để lập danh sách các tòa nhà lớn để có thể khai thác các tầng hầm của những nơi này trong trường hợp an ninh bất ổn. Ông Buzinkas nhấn mạnh, mục tiêu của chúng tôi là một nửa dân số thành phố phải có nơi trú ẩn. AT đưa tin, phát biểu tại diễn đàn câu lạc bộ quốc tế Vandai hôm 26 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi phương Tây đối thoại với phần còn lại của thế giới về các điều kiện bình đẳng và cùng nhau giải quyết các vấn đề cấp bách trên toàn cầu. Ông Putin nói rằng về cơ bản, nhân loại có hai con đường để theo đuổi. Thứ nhất là các nước cố gắng tìm ra giải pháp cho các vấn đề chung, có thể chúng không lý tưởng nhưng hiệu quả. Trái lại, thứ hai, mọi thứ sẽ bị phá vỡ và các vấn đề toàn cầu không được giải quyết. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông tin vào lẽ thường, theo ông sớm muộn gì các bên quyền lực trong thế giới đa cực và phương Tây sẽ phải bắt đầu nói chuyện một cách bình đẳng về tương lai chung. Ông chủ điện Kremlin nói rằng các quốc gia phương Tây không muốn để những bên khác trên toàn cầu được quyền hưởng bất kỳ sự độc lập nào, dù là ở lĩnh vực chính trị, kinh tế hay văn hóa. Tháng 12 năm ngoái, các đề xuất của Moscow nhằm giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia đã bị Washington gạt sang một bên. Nhưng trong thế giới hiện đại, cô lập không phải là một lựa chọn. Ông chỉ ra cuộc khủng hoảng toàn cầu đang ảnh hưởng đến mọi người và mọi khía cạnh của cuộc sống. Hiện phương Tây chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông điệp của ông Putin. Thưa quý vị, dường như khả năng đối thoại giữa các nước ở thời điểm hiện tại là khá khó khăn. Chia sẻ với CBC News, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden không muốn tổ chức cuộc gặp song phương với người đồng cấp Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Indonesia. Trong video mà ông Blinken chia sẻ với CBC News do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, vị Ngoại trưởng đã nói rằng theo quan điểm của ông, giới lãnh đạo Nga không quan tâm đến bất kỳ hình thức ngoại giao có ý nghĩa nào. Nếu có thể tổ chức các cuộc ngoại giao có ý nghĩa, chúng tôi sẽ tiến hành. Tuy nhiên hiện tại, Mỹ không thấy điều đó. Trong mọi trường hợp, điều này phải được Nga và Ukraine giải quyết trực tiếp. Vì vậy, nếu Nga thực sự muốn đối thoại và nghiêm túc với điều này,
thì họ nên trao đổi với chính phủ Ukraine. Hồi cuối tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban hành quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia về việc không đàm phán với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Thưa quý vị, trên mặt trận Đông Âu, khí tài của phương Tây đang là át chủ bài để Ukraine phản công. Theo Reuters, hôm 27 tháng 10, các binh sĩ Ukraine đã tiến hành một cuộc pháo kích vào khu vực tiền tuyến ở vùng Zaporizhia. Những người lính chia sẻ là họ không gặp quá nhiều khó khăn khi tiếp nhận pháo mà các đối tác viện trợ. Chỉ huy tiểu đoàn pháo binh của Ukraine ở Zaporizhia, có biệt hiệu là Tifon, chia sẻ với phóng viên Reuters rằng mặc dù đã có tuổi đời hơn 40 năm, nhưng những quả lựu pháo FH-70 vẫn phát huy hiệu quả vượt trội trên mặt trận và được quân đội Ukraine đánh giá rất cao. Những quả lựu pháo này được sản xuất vào năm 1979, nhưng chúng vẫn được sử dụng rất nhiều. Chúng phá hủy các mục tiêu và hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ huy Tifon nói. Chia sẻ về khó khăn khi tiếp nhận vũ khí mới từ phương Tây, viên chỉ huy nói rằng, chúng tôi được cấp vũ khí và chiến đấu hăng say. Hầu như chúng tôi không gặp vấn đề gì với việc phải làm quen với các khí tài mới thật nhanh. Chỉ trong 1 hoặc 2 giờ, chúng tôi đã tìm ra cách sử dụng chúng. Không có vấn đề gì cả. Lính nghĩa vụ Andriy đang ngủ trong một chiếc xe tải cho đến khi bị phóng viên đánh thức. Anh chia sẻ, rất ít khi được ngủ, nếu có thể thì anh đều ngủ trên xe. Người lính với khuôn mặt trầm ngâm chia sẻ, tôi sẽ sống sót, chúng tôi đã giữ được mạng sống qua 8 tháng khó khăn. Reuters đăng tải video cho thấy là cư dân ở Krasnohorivka, một thành phố ở Donetsk do Ukraine kiểm soát, đã nhận được hàng viện trợ từ cảnh sát khu vực. Đoạn phim cho thấy người dân thành phố đang xếp hàng để nhận nước và những thứ cần thiết khác, bao gồm các thiết bị sơ cứu. Những người bị thương và bị bệnh được đưa đến bệnh viện điều trị. Nhiều ngôi nhà bị phá hủy, tường vẫn còn nguyên các vết thủng do đạn. Có cả hố sâu ngay trong vườn nhà. Được biết nhiều nơi ở Donetsk đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn từ năm 2014. Nga đã tiến tới sáp nhập các khu vực này sau cuộc trưng cầu dân ý mà Ukraine và phương Tây cho là giả tạo và vô nghĩa. Hiện video chưa thể được Reuters xác minh chính xác thời gian ghi hình. Ở diễn biến khác đáng chú ý, hôm 27 tháng 10, Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis cho biết là các nước thành viên EU cần xem xét là có nên áp giá trần đối với khí đốt hay không. Chia sẻ tại cuộc họp báo chung với người đồng cấp Đức Olaf Scholz tại Athens, Thủ tướng Hy Lạp Mitsotakis nói, chúng tôi đã đạt được những tiến bộ đáng kể, các quốc gia đều nhận thấy rằng để tìm ra giải pháp cho toàn thể châu Âu, chúng tôi phải xem xét mối quan tâm của các nước thành viên EU. Tất nhiên, các bên đều quan tâm đến vấn đề giá cả khí đốt, khả năng đảm bảo nguồn cung, không chỉ cho Hy Lạp và Đức mà cho cả châu Âu. Tôi nghĩ rằng chúng ta đã đạt được một khuôn khổ để giải quyết với những gì quan trọng nhất, trong đó chủ yếu là vấn đề giá khí đốt tự nhiên tăng đột ngột. Theo Reuters, sau nhiều tháng giá khí đốt tăng cao do Nga cắt giảm nguồn cung, 27 quốc gia EU đang cân nhắc có nên áp giới hạn giá trần cho khí đốt hay không. Hiện các nước thành viên vẫn bất đồng về đề xuất này sau nhiều tuần đàm phán. Đến nay, Bruxelles vẫn chưa thể đưa ra giải pháp sau cùng để bước vào giai đoạn triển khai. Hy Lạp là một trong những quốc gia ủng hộ biện pháp này do giá khí đốt tăng gây ra tình trạng lạm phát cao, ảnh hưởng đến nền kinh tế nước này. Trong khi đó, Đức dẫn đầu một nhóm nhỏ các quốc gia phản đối việc giới hạn giá khí đốt. Berlin cảnh báo rằng việc áp giá trần có thể ảnh hưởng đến nỗ lực mua đủ nhiên liệu của nước này trước mùa đông, trong khi nguồn cung từ Nga đang khan hiếm. Cũng tại cuộc họp báo, ông Mitsotakis nói quan hệ giữa Hy Lạp và Đức đã được cải thiện kể từ cuộc khủng hoảng nợ kéo dài hàng thập kỷ của Athens vào cuối năm 2009, buộc nước này phải ký tới 3 gói cứu trợ quốc tế, với các điều khoản thắt lưng buộc bụng chủ yếu do Đức áp đặt. Đề cập đến quan hệ căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ thời gian gần đây, vị Thủ tướng nói rằng thế giới không còn chỗ cho những căng thẳng khác. Thực sự đáng xấu hổ khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan không nhận thấy rằng ông ấy đang che giấu người dân và đưa ra những lời bịa đặt chống lại Hy Lạp. Không còn chỗ cho những căng thẳng vô ích nữa. Chúng ta có nghĩa vụ phải giải quyết mọi khác biệt một cách hòa bình. Đó là điều mà người dân Hy Lạp và người dân Thổ Nhĩ Kỳ nói riêng, cũng như người dân châu Âu nói chung mong muốn, ông Mitsotakis nói. Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác liên quan đến bán đảo Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc vào hôm 28 tháng 10 xác nhận Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về phía vùng biển Nhật Bản. Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức quân sự Hàn Quốc cho hay các vụ phóng tên lửa diễn ra ở khu vực Tongchon của tỉnh Gangwon của Triều Tiên, giáp biên giới phía đông bắc Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tiến hành vụ phóng vào đúng ngày cuộc tập trận Hoguk 2022 kết thúc. Mỹ và Hàn Quốc cũng đang chuẩn bị tổ chức tập trận không quân chung vào tuần tới. Cũng vào thời điểm này, cách đây 2 tuần, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo ở độ cao 50 km và bay xa khoảng 650 km. Vụ phóng tên lửa hôm 28 tháng 10 đánh dấu lần thứ 6 Bình Nhưỡng thực hiện loạt động thái quân sự gây tranh cãi kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol của Hàn Quốc nhậm chức. Chỉ trong năm nay, Triều Tiên đã thực hiện hơn 20 vụ phóng tên lửa đạn đạo.
Đề cập đến các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price hôm 25 tháng 10 nhận định rằng Washington sẽ phản ứng mạnh mẽ chưa từng có nếu Bình Nhưỡng có bất kỳ hành động khiêu khích hoặc tiến hành thử hạt nhân. Triều Tiên đã bắt đầu hoạt động thử hạt nhân lần đầu tiên vào năm 2006 và không tiến hành bất kỳ vụ thử nào tương tự kể từ năm 2017. Hồi tháng 9, Triều Tiên đã chính thức thông qua đạo luật mới quy định quyền sử dụng đòn tấn công hạt nhân phủ đầu để tự bảo vệ mình. NK News đưa tin các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy là Triều Tiên đã xây dựng các công trình quy mô lớn để nâng cao công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của nước này. NK News, kênh tin tức chuyên cập nhật tin tức về Triều Tiên cho biết là các hình ảnh vệ tinh được chụp trong tháng này cho thấy các công nhân đang lợp mái cho nhà máy chế tạo xe tăng Kuchong ở phía tây bắc nước này. Bình Nhưỡng từng phóng tên lửa liên lục địa lớp Hwasong-14 từ nhà máy Kuchong vào tháng 7 năm 2017. Một chuyên gia giấu tên nói với NK News rằng, trong những năm gần đây, nhà máy này dường như đã tham gia vào việc sản xuất các phương tiện phóng tên lửa tự hành có đường ray. Ông nói thêm rằng các phương tiện này tạo ra giải pháp thay thế cho các phương tiện có bánh để mang tên lửa đẩy hạng nặng qua địa hình gồ ghề. Trong khi đó, hôm 26 tháng 10, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS của Mỹ đã phân tích ảnh chụp vệ tinh một số cơ sở khác của Triều Tiên trong tháng này. Theo CSIS, các bức ảnh cho thấy tiến độ xây dựng ấn tượng ở khu vực phía đông trạm phóng vệ tinh Chuhe. Khu phức hợp nằm ở bãi phóng Tongchangri, phía tây bắc Triều Tiên. CSIS cho biết trong 2 tháng qua, hoạt động cải tạo đã mở rộng ra ngoài khu vực bãi phóng. Hồi tháng 3, truyền thông Triều Tiên đưa tin rằng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã kêu gọi hiện đại hóa cơ sở này để có thể phóng các tên lửa lớn trên tàu sân bay, trong đó có tên lửa dành cho vệ tinh do thám quân sự. Theo NHK, Triều Tiên đã phóng vật được cho là tên lửa đạn đạo tầm xa từ địa điểm này vào năm 2012 và 2016. Trong khi đó, Bình Nhưỡng nói rằng đó là vệ tinh quan sát trái đất. CSIS cho biết các kế hoạch hiện đại hóa tại những cơ sở này sẽ góp phần phát triển công nghệ có thể được sử dụng trong các chương trình tên lửa xuyên lục địa của Triều Tiên. Thưa quý vị, theo truyền thông Mỹ Newsweek, trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, chiến lược quân sự mới đầu tiên của Hoa Kỳ được đưa ra dưới thời Tổng thống Joe Biden đã cảnh báo Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un rằng chính phủ của ông sẽ không thể tồn tại trong trường hợp Bình Nhưỡng triển khai vũ khí hạt nhân. Theo Newsweek, hôm 27 tháng 10, Lầu Năm Góc đã công bố 3 tài liệu chính sách lớn, bao gồm chiến lược quốc phòng quốc gia, đánh giá tư thế hạt nhân và đánh giá phòng thủ tên lửa. Các báo cáo nêu ra một loạt biện pháp mà Mỹ đang thực hiện để răn đe và phòng thủ trước một số thách thức, bao gồm những mối đe dọa do Trung Quốc, Nga, Iran và Triều Tiên đặt ra. Các quan chức Mỹ giấu tên chia sẻ với Newsweek, chiến lược của chúng tôi đối với Triều Tiên xác định rõ các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân, hóa học, tên lửa và cả vũ khí thông thường của Triều Tiên. Đặc biệt là chiến lược nêu rõ rằng chính quyền của ông Kim sẽ nhận lấy hậu quả nghiêm trọng nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Bất kỳ cuộc tấn công nào từ Bình Nhưỡng nhằm chống lại Washington hoặc các đồng minh và đối tác của nước này là không thể chấp nhận được và sẽ dẫn đến sự kết thúc của chính quyền đó. Không có kịch bản nào mà chính quyền ông Kim Jong-un vẫn tồn tại sau khi triển khai vũ khí hủy diệt. Theo Newsweek, đây là một trong những lời lẽ răn đe rõ ràng nhất từ Mỹ khi căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Washington tăng lên mức chưa từng thấy kể từ năm 2017, thời điểm Tổng thống Donald Trump đương nhiệm. Khi đó, Mỹ và Triều Tiên đều đã đe dọa dùng đến hạt nhân. Đến đầu năm 2018, ông Kim và ông Trump đã cùng Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Moon Jae-in tham gia tiến trình hòa bình lịch sử, các hội nghị thượng đỉnh cấp cao liên tục được tổ chức. Tuy nhiên, sau cùng, các bên vẫn không thể hòa giải và không đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Gần đây, khi các nhà lãnh đạo đương nhiệm của Mỹ, Hàn tuyên bố xây dựng liên minh quân sự mạnh mẽ hơn, tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung, Bình Nhưỡng cũng gia tăng các hoạt động quân sự, thử nghiệm tên lửa tầm xa và tiên tiến hơn có thể mang vũ khí hạt nhân chiến thuật. Đáng chú ý gần đây, biên giới Hàn Triều căng thẳng khi các máy bay và tàu Triều Tiên tiếp cận ranh giới tranh chấp của hai miền. Hồi đầu tuần, hai nước đã bắn cảnh cáo lẫn nhau. Theo Newsweek, ngay cả khi không tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân, phía Mỹ cũng cảnh cáo rằng Triều Tiên có thể tiến hành các cuộc tấn công chiến lược ở Đông Á. Mỹ sẽ dùng kho vũ khí hạt nhân của mình để ngăn chặn điều đó. Dù vậy, trong tài liệu của mình, Mỹ vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Triều Tiên, nhấn mạnh mục tiêu cuối cùng của Washington là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng luôn nói rằng các đợt thử tên lửa là động thái đáp trả các hoạt động quân sự của Mỹ, Hàn. Nước này khẳng định không có ích gì khi đối thoại với Washington. Sức nóng cũng đang bủa vây khu vực Nam Á. Hôm 27 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã tái khẳng định cam kết của Ấn Độ đối với nghị quyết năm 1994 về việc giành lại một phần Kashmir, khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Pakistan, theo Sputnik News đưa tin. Phát biểu tại một sự kiện được tổ chức ở bang Jammu và Kashmir, Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nói rằng các khu vực Jammu và Kashmir cũng như là Ladakh đều đang đạt mức phát triển mới. Được biết, ông Singh
là một trong những thành viên chính phủ hàng đầu tham dự các lễ kỷ niệm chính thức mà chính quyền Ấn Độ tổ chức vào năm 2020 sau khi Jammu và Kashmir chấm dứt quyền bán tự trị. Năm đó, New Delhi quyết định chọn ngày 26 tháng 10 là ngày sáp nhập và ngày 27 tháng 10 là ngày chiến thắng. Ông Singh nói, chúng tôi đã tạo ra sự phát triển của khu vực này. Hành trình của chúng tôi sẽ hoàn thành khi nghị quyết năm 1994 được thông qua tại Quốc hội Ấn Độ về việc lấy lại các vùng lãnh thổ còn lại của chúng tôi tới Gilgit và Baltistan. Ngày 27 tháng 10 năm 1947, quân đội Ấn Độ đã tiến vào Srinagar để đẩy lùi một cuộc đột kích của quân Pakistan nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ Kashmir. Đây là hành động quân sự đầu tiên của Ấn Độ với tư cách là một quốc gia độc lập được đưa ra theo yêu cầu của Maharaja Hari Singh, người cai trị vùng Rokhra theo đạo Hindu. Khi đó, ông Singh đã ký văn kiện gia nhập để về với Ấn Độ. Kể từ đó, Ấn Độ và Pakistan đã xảy ra nhiều cuộc chiến tranh giành Kashmir, cuối cùng vạch ra một đường kiểm soát phân chia Kashmir giữa các chính quyền tương ứng. Phát biểu tại Kashmir hôm 27 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ cũng cáo buộc Islamabad đối xử tệ với người dân địa phương ở khu vực Kashmir mà Pakistan quản lý. Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP là hiệp định liên kết kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới. Vào năm trước thì Trung Quốc chính thức gửi đơn đề nghị gia nhập hiệp định nhưng chưa nhận được sự ủng hộ của tất cả các thành viên. Theo Reuters, bà Chu Triệu Tinh, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc vừa khẳng định quyết tâm tham gia hiệp định CPTPP của quốc gia tỷ dân này. Hôm 27 tháng 10, Bộ Thương mại cho biết Trung Quốc đang tham vấn về các thủ tục gia nhập với các thành viên trong CPTPP. Bộ này cũng cho biết Trung Quốc cam kết thúc đẩy cải cách để đáp ứng đầy đủ các quy tắc của hiệp định. Để thúc đẩy quá trình gia nhập, Trung Quốc đã tiến hành nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, toàn diện và chuyên sâu về nội dung của hiệp định. Trung Quốc cũng đề ra các biện pháp cải cách cần thiết, đồng thời sửa đổi luật và quy định để gia nhập CPTPP. Chính phủ sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của CPTPP thông qua quá trình cải cách sâu rộng, đồng thời cam kết mở cửa ở cấp độ cao để đẩy nhanh thực thi các hiệp định đã ký kết. Theo bà Chu, việc Trung Quốc gia nhập CPTPP sẽ giúp các nước thành viên phát triển thị trường tại Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Đồng thời Trung Quốc cũng có cơ hội phát triển kinh tế và mở rộng mối quan hệ đối tác. Hiệp định CPTPP được ký kết năm 2018 tại Chile với 11 nước tham gia. Mặc dù không có sự tham gia của Mỹ, nhưng CPTPP vẫn là thị trường tiềm năng với 502 triệu dân và tổng giá trị giao dịch chiếm khoảng 13,5% GDP toàn cầu tại thời điểm ký kết. Theo Reuters, cuộc đàm phán hòa bình chính thức đầu tiên nhằm chấm dứt nội chiến giữa quân đội Ethiopia và các lực lượng ở vùng Tigray đã bước sang ngày thứ hai vào hôm 26 tháng 10. Cuộc hòa đàm diễn ra tại thủ đô Pretoria của Nam Phi do Liên minh châu Phi AU làm trung gian dưới sự dẫn dắt của cựu tổng thống Nigeria Olusegun Obasanjo cùng sự ủng hộ của cựu tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta và cựu phó tổng thống Nam Phi Fumjile Mlambo Ngukuka. Đây được xem là cơ hội để Ethiopia chấm dứt cuộc xung đột khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa và hàng trăm nghìn người tiến sát bờ vực nạn đói. Từ đó gây ra muôn vàn bất ổn cho khu vực sừng châu Phi rộng lớn. Liên minh châu Phi cho biết các đại diện của Liên Hợp Quốc và Mỹ đã tham gia với tư cách quan sát viên. Bloomberg trích dẫn một nguồn tin cho biết là tỷ phú Elon Musk đã hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với trị giá là 44 tỷ đô la Mỹ và có kế hoạch bỏ lệnh cấm vĩnh viễn đối với người dùng nền tảng mạng xã hội này. Nguồn tin của Bloomberg cho biết ông Musk dự định bỏ lệnh cấm vĩnh viễn đối với người dùng. Điều đó có nghĩa là những người trước đây bị loại khỏi nền tảng Twitter có thể trở lại sử dụng mạng xã hội này, trong đó có cả cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, Bloomberg viết, không rõ liệu ông Trump có được phép trở lại Twitter trong thời gian tới hay không. Trước đó, tỷ phú Musk nói rằng ông tin rằng Twitter nên trở thành một diễn đàn công bằng và tạo niềm tin cho người dùng. Hồi tháng 4, ông Trump từng bày tỏ ông hy vọng tỷ phú Musk sẽ mua lại Twitter. Tuy nhiên, ông không có kế hoạch quay trở lại sử dụng mạng xã hội này, ngay cả khi tài khoản không bị cấm. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.